Mà cũng có một cái điều mà hồi nãy Thành cũng thắc mắc mà cũng không dám hỏi hỏi ra, sợ Đức Huy anh nói em nhiều chuyện. Hồi nãy anh nói là hát phải kiểm soát cái to cái nhỏ, cũng không biết cái to cái nhỏ của anh nói là cái gì. Và thưa quý vị, cho phép chúng tôi xin dừng lại cuộc chuyện trò của giữa hai người đàn ông, và cho phép chúng tôi xin được mời tiếp theo hãy cùng đến với một tiết mục đồng đội của nhà tiếng hát Mãi Xanh 2013 của quán quân Nguyễn Duy Dũng. Và họ sẽ mang đến cho chúng ta đoàn lữ nhạc của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt cho đồng đội và quán quân 2013 Nguyễn Duy Dũng, thưa quý vị. Gió buông phương kia gió buông phương, ào ào cuốn lá rơi. Người đi cùng nhà chơi vơi, sắc khắp nơi kia sắc khắp trời, vang vang khúc nhạc say đời. Là tiết mục của quán quân Nguyễn Duy Dũng cùng với đồng đội năm 2013 của mình, và họ đã quyết định chọn ca khúc Đoàn Lữ Nhạc là một giống như là một sự tưởng nhớ bài hát mà ông già Nam Bộ Mai Văn Đặng, một thành viên rất là xuất sắc của mùa giải 2013 đã từng thể hiện. Và ngay bây giờ xin mời nhạc sĩ Phú Quang cũng sẽ dành những lời nhận xét của mình cho thí sinh. Xin mời anh ạ. Với anh Nguyễn Duy Dũng ấy, thì tôi thích là này, anh rất là dung dị. Thực ra là
đôi khi ở những cuộc thi ấy, người ta cứ làm nó quan trọng lên, không cần phải quan trọng. Vấn đề là đã là âm nhạc thì nó phải chuyển được đến tim người khác. Cái rung động ấy nó cần rất là giản dị thôi. Càng cái người mà càng cầu kỳ ấy, thì nó càng không hay. Cho nên là ví dụ có những bài thì các anh ở đây, các anh hát đáng ra là hát tốt lắm. Thế nhưng mà anh gân guốc quá thành ra nó không hay. Nhưng mà anh Dũng thì tôi thấy là anh trước hết là anh hát cái bài anh bằng ấy, thì tôi thích là vì nó dung dị thôi. Vì không có gì quan trọng cả. Thế nhưng mà đôi khi là không nói chuyện quan trọng thì mới là hấp dẫn. Chứ còn cứ cái gì quan trọng thì rất dở. Thế còn cái thứ hai là cái bài đoàn lữ nhạc này thì các anh, các chị thì hát là tôi cho là cái lối hát này nó dung dị, nó cũng là một cách dung dị khác nữa. Không cầu kỳ quá, không màu mè quá. Nhưng mà chỉ tiếc là giá mà đừng có cái nhóm mà tung hứng ấy, thì nó đỡ nghĩ liên tưởng cái dạp xiếc. Nhưng mà thôi thì các anh chị hát thì nó không dính đến dạp xiếc cả. Nên rõ ràng là tôi thấy là hát như thế là hay. Dạ. Nhưng mà này, giá minh họa mà khéo một tí nữa thì còn hay nữa. Dạ thưa, đó là một ý đồ của đạo diễn dàn dựng khi nói là đây là một đoàn hát rong để đi lang thang ca hát cuối trời quên lãng ấy ạ. Vâng ạ. Và chúng ta hãy đừng quên bình chọn cho quán quân Nguyễn Duy Dũng. Tôi thì tôi thích anh. Dạ vâng. Bằng cách là soạn tin nhắn mã số 04 gửi tổng đài 8534, thưa quý vị. Xin cảm ơn và một tràng pháo tay nữa cho anh và đồng đội được không ạ?